Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhiều hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất. Giá lợn hơi xuống thấp, người chăn nuôi gặp khó. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường 379 qua huyện Văn Giang. Trong mục địa chỉ cuối tuần hôm nay, giới thiệu về mùa hoa nhãn Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, sáng nay, tại công ty trách nhiệm hữu hạn may Phú Sinh, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh đoàn tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên năm 2023 và tuyên dương đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và tặng hoa chúc mừng. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tích cực triển khai đến các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh để mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các doanh nghiệp thành lập tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Đến nay đã thành lập được hơn 20 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với trên 500 đoàn viên, hội viên. Các đoàn viên, hội viên đã phát huy tốt vai trò của mình, hăng hái tham gia lao động sáng tạo, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã xét chọn tuyên dương 26 đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong lao động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị kinh tế tư nhân, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, trao quyết định thành lập đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn may Phú Sinh. Được biết, cuối năm 2022, chi bộ đảng công ty may Phú Sinh được thành lập. Khi có tổ chức đoàn sẽ là một trong những nguồn quan trọng để phát triển đảng viên cho công ty. Sáng nay, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Sự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, xã Tam Đa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất. Đến nay, tổng diện tích chuyển đổi trên địa bàn xã đạt 300 ha, trong đó diện tích vải lai chín sớm là 250 ha, cam các loại 50 ha. Diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là trên 108 ha, 20 ha được cấp mã số vùng trồng OTAS. Toàn xã có 7 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xã thành lập được 3 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới và 1 tổ hợp tác. Vải lai chín sớm của xã đạt ô cốp 4 sao, cam Hưng Yên và cam Đường Canh đạt ô cốp 3 sao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tam Đa đã huy động gần 500 tỷ đồng thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa, trải nhựa áp phan, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Tỷ lệ người dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn đạt 92%. Tam Đa là xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Phù Cừ. Trong thời gian tới thì chúng tôi chủ yếu về cái sản xuất nông nghiệp, chuyên canh về vùng sản xuất, đặc biệt là vùng bảo vệ cái vùng vải lai chín sớm Phù Cừ, cây cam canh, cam đường, và có thể nâng cao hơn về một chuỗi sản phẩm, đặc biệt là sẽ sử dụng công nghệ cao vào sản xuất. Để chủ động phòng chống và ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai năm 2023, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, lập phương án ứng phó thiên tai, chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng để thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Sở Nông nghiệp tổng hợp kết quả kiểm tra trước mưa bão, Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện dự phòng để có thể xử lý ngay nếu có sự cố xảy ra, tăng cường thông tin tuyên truyền và chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan và các xã phường, thị trấn phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, kiểm tra xử lý và ngăn chặn các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn, tổ chức vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu,
cửa van và đảm bảo vật tư thiết bị dự phòng kịp thời sửa chữa thay thế trong trường hợp có sự cố, tiến hành nạo vét, giải tỏa ách tắc dòng chảy tuyến kênh mương tiêu thoát nước. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá thịt lợn hơi trên cả nước và tỉnh Hưng Yên đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, dao động khoảng 50.000 đồng một kg, và điều này khiến cho nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn để duy trì đàn lợn bởi giá bán thấp hơn giá thành nuôi đến khi xuất chuồng. Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi lợn, khủng hoảng từ dịch tả lợn châu Phi vào năm 2019 và thời điểm hiện nay giá lợn hơi xuống thấp, trong khi giá thức ăn, chi phí duy trì chuồng nuôi lại tăng cao là những thời điểm gia đình bà Hạnh ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động gặp khó khăn nhất. Bởi với đàn lợn hơn 100 con, mỗi ngày gia đình bà tiêu tốn hơn 3 triệu đồng tiền cám. Bên cạnh đó là chi phí điện nước, vaccine. Đến khi xuất chuồng, giá thành một con lợn dao động khoảng 6 triệu đồng. Trong khi với giá lợn hơi như hiện nay, một con lợn có trọng lượng một tạ chỉ bán được khoảng 5 triệu đồng, lỗ từ 800 đến 1 triệu đồng một con. Cái thời điểm này, cái giá cám như thế này thì tôi nuôi để cầm chừng, để giữ nghề. Thời điểm này là cám nó rất lên, mà coi là giá cả như thế này thì chúng tôi rất là khó khăn. Theo khảo sát, giá lợn hơi ngày 25 tháng 3 tại Hưng Yên đang được thu mua với giá khoảng 50.000 đồng kg, giảm 1.000 đồng kg so với ngày hôm trước. Trong khi từ đầu năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, giá thức ăn chăn nuôi có 8 lần tăng giá, trung bình tăng từ 50 đến 60.000 đồng một bao 25 kg, dao động từ 300 đến 370.000 đồng một bao. Với giá thành này, chỉ những hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi lớn có liên kết trong sản xuất thu mua số lượng lớn thức ăn chăn nuôi và cả khâu tiêu thụ mới có thể duy trì mức hòa vốn hoặc gần hòa. Đơn cử như tại hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, các thành viên liên kết lấy cám trực tiếp từ công ty với số lượng lớn, áp dụng quy trình Việt Gáp để tăng khả năng sinh sản, giảm thức ăn cho đàn lợn trong thời điểm hiện nay mới có thể duy trì tổng đàn của cả hợp tác xã với hơn 4.000 con lợn ở mức hòa vốn. Những cái hộ chăn nuôi là nhỏ lẻ thì nay đã gặp rất nhiều khó khăn và đã đang bị thua lỗ. Thì tuy nhiên thì đối với hợp tác xã thì là một cái tổ chức liên kết lại với nhau vào những cái đầu vào và đầu ra để cùng nhau tháo gỡ cho cái những bước khó khăn trong cái giai đoạn này. Hiện nay tổng đàn lợn của Hưng Yên dao động khoảng 500.000 con. Trước thị trường giá lợn hơi xuống thấp như hiện nay, người chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong duy trì đàn lợn tái đàn. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng trong thực hiện bình ổn giá, có chính sách giảm thuế, giá thành các mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thì các hộ chăn nuôi cũng cần tích cực áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng lượng thức ăn vô cơ, thức ăn tự sản xuất và liên kết trong các khâu để giảm chi phí. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ và Ân Thi tổ chức đối thoại với thanh niên với chủ đề đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số. Các câu hỏi và đề xuất kiến nghị tập trung vào các nội dung liên quan đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, việc tạo điều kiện về đất đai giúp thanh niên mở rộng sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, bán hàng qua nền tảng xã hội, công tác hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất. Các câu hỏi đề xuất kiến nghị của thanh niên đều đúng, trúng, sát thực với thực tiễn địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ và Ân Thi trả lời làm rõ các vấn đề thanh niên quan tâm, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện xem xét kịp thời tháo gỡ khó khăn trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế và giải quyết đề xuất kiến nghị chính đáng của thanh niên theo thẩm quyền. Với vai trò xung kích sáng tạo, tuổi trẻ Hưng Yên đã tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ đạo và điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh. Công nghệ số đang dần đi vào cuộc sống, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phản ánh nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số tại tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, đoàn viên thanh niên của VNPT Hưng Yên đã tích cực sáng tạo, phối hợp với các sở ngành đơn vị trên địa bàn tỉnh, xây dựng nhiều sản phẩm số hóa áp dụng trong các lĩnh vực của đời sống, tiêu biểu như 4 chương trình số hóa, xây dựng hạ tầng số, kinh tế số, thực hiện phục vụ chính quyền số và xã hội số của tỉnh.
đoàn viên thanh niên của viễn thông Nghiên là bộ phận xung kích triển khai những phần mềm như là phần mềm dịch vụ công một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản điện tử, các tổng đài dịch vụ công 1022, thì đây là một trong những điểm sáng của đoàn viên thanh niên. Và trong giai đoạn sắp tới, ban chấp hành đoàn viên thanh niên xây dựng các chương trình hành động mà để nâng cao kiến thức cho đoàn viên thanh niên để bắt kịp với các xu thế phát triển của dòng chảy của chuyển đổi số, để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao kế hoạch sản xuất kinh doanh của viễn thông. Công trình thanh niên phiếu phản ánh điện tử tình hình an ninh trật tự cơ sở được các đoàn viên thanh niên công an tỉnh Hưng Yên xây dựng từ đầu năm 2023 với mục đích vì bình yên của cuộc sống của người dân trong tỉnh. Chỉ cần quét mã QR là người dân có thể cung cấp thông tin, địa điểm, ngày giờ các vụ việc nổi cộm cần được giải quyết. Đến nay, trang thông tin đã tiếp nhận khoảng 20 vụ việc nổi cộm được nhân dân phản ánh và đã được lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Các cái thông tin được nhân dân phản ánh về khá đa dạng, tất cả các nội dung về an ninh trật tự, ví dụ như là các vấn đề về trật tự an toàn xã hội, ma túy này, bạo lực gia đình này, bạo lực học đường này. Nhân dân tiếp nhận đón nhận cái công trình này rất hết sức là tốt, là cái mọi thông tin của nhân dân được cung cấp và bí mật một cách tuyệt đối. Thu nhận được thông tin này, chúng tôi đã tiếp nhận một cách hết sức là nhanh chóng. Đảng ủy giám đốc công tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố xử lý các thông tin này hết sức là nhanh gọn và hiệu quả, góp phần là bảo vệ cái an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Để thanh niên Hưng Yên làm chủ được công nghệ số và đóng góp cho sự phát triển của quê hương, thể hiện rõ vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng 4.0, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phát động tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Hưng Yên tiên phong chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Mục tiêu nhằm thúc đẩy những thanh niên trong tỉnh không ngừng sáng tạo, đưa chuyển đổi số vào trong mọi lĩnh vực. Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Dự án Đường Vành Đai 4, để thực hiện dự án thành phần 3, tức lõi cao tốc Vành Đai 4 qua địa phận tỉnh Hưng Yên, cần tới hàng triệu mét khối vật liệu xây dựng, gồm đất, cát, đá, các loại. Để xây dựng đoạn cao tốc 6 làn xe dài hơn 19 km qua địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ cần tới hơn 2 triệu mét khối đất đắp nền và đắp bao, gần 2,5 triệu mét khối cát nền và cát xây dựng cùng gần 1,9 triệu mét khối đá các loại. Số lượng này chưa tính đến việc xây dựng đường song hành hai bên do tỉnh Hưng Yên thực hiện. Trong khi đó, theo điều tra và kết quả đánh giá khả năng cung ứng của các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có một số mỏ cát với trữ lượng khoảng 2,5 triệu mét khối có thể khai thác. Tuy nhiên, tỉnh không có quy hoạch và không có mỏ đất, mỏ đá được cấp phép khai thác. Nguồn cung cấp loại vật liệu này dự kiến được lấy từ các tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn. Bên cạnh đó, cũng phải tính toán vị trí đổ thải cho trên 600.000 mét khối đất và vật liệu rắn xây dựng đổ đi. Các giải pháp được đề xuất là tận dụng để đắp đất bao. Phần khác đổ tạm vào diện tích mặt bằng thu hồi 30 mét dự trữ đường sắt chưa triển khai và phần hè đường song hành được thi công sau. Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo nâng cấp đường 379B, trục trung tâm chính của huyện Văn Giang có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, gồm 3 đoạn tuyến và theo hợp đồng ký kết thì từng đoạn tuyến của dự án sẽ hoàn thành ít nhất là 14 tháng. Thế nhưng để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, huyện Văn Giang đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy mới thi công được 6 tháng, song đoạn tuyến số 1 từ nút giao đường DT378 đến DT379 qua thị trấn Văn Giang và đoạn tuyến số 3 từ đường DH23 đến DH20 qua địa bàn xã Cửu Cao thuộc dự án cải tạo mở rộng đường DT379B, trục trung tâm chính huyện Văn Giang đã hoàn thành trên 70% kế hoạch, giải ngân được trên 34 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư gần 73 tỷ đồng. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần lát vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và thảm nhựa mặt bằng để hoàn thiện công trình trong quý 2 năm 2023 trước thời hạn ký kết khoảng hơn 3 tháng. Nói chung là giữa người dân và những người thi công là rất thoải mái. Nói chung là tiến độ thi công như này là rất là nhanh, thế này là cũng hòm là tương đối ổn. Theo hợp đồng ký kết, đoạn tuyến số 2 từ DT379 đến DH23 của dự án có tổng mức đầu tư trên 37 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Nhưng đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành trên 70% khối lượng, giá trị giải ngân trên 17 tỷ đồng. Hiện đơn vị thi công cũng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc khẩn trương thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2023, sớm hơn so với kế hoạch gần 12 tháng.
quan sát thấy các anh em thi công ở đây đảm bảo tiến độ thi công và cũng đảm bảo về mặt công trình. Tiến độ thì chúng tôi triển khai bắt đầu tập trung từ giữa tháng 10. Sau khi lựa chọn xong được các đơn vị nhà thầu theo quy định thì bắt đầu triển khai. Và theo chỉ đạo của ban chỉ đạo dự án của bên dân huyện, đây do đây cái tuyến đường là lưu lượng phương tiện cao, đặc thù của huyện thì là cái địa phương mà có hoạt động đi lại thông thường rất cao. Thì huyện ủy, ủy ban dân huyện có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thì đến nay cả ba đoạn thì chúng tôi cũng đang bám sát cái tiến độ chỉ đạo và cũng cơ bản đáp ứng được. Dự án cải tạo nâng cấp đường 379B có tổng chiều dài gần 5 km, xác định khi dự án hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện khung hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, giảm tải giao thông của trung tâm huyện Văn Giang. Mặc dù trong quá trình thi công, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhưng các nhà thầu đã nỗ lực xây dựng các phương án chống ùn tắc, điều tiết giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nằm bên dòng sông Hồng, êm đềm, thơ mộng, Hưng Yên vốn được biết đến là quê hương của trái nhãn lồng, loại quả đặc sản có hương vị ngọt thơm nước tiếng. Nếu có dịp về Hưng Yên vào đúng thời điểm này, quý vị và các bạn còn được chiêm ngưỡng cả một vựa nhãn đang trong giai đoạn bung hoa, tỏa hương sắc. Hoa nhãn không chỉ hấp dẫn những bầy ong bướm mà còn khiến bao tâm hồn du khách rung động, xuyến xả. Dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cây nhãn đang trổ những bông hoa nặng trĩu, hòa vào với thanh âm sôi động của những đàn ong chăm chỉ đi kiếm mật, chắc chắn sẽ khiến bạn bị mê hoặc. Ban đầu từ cây nhãn tổ thơm ngon ở chủ yến, mỗi mùa thu hoạch quả đều được nhân dân dâng lễ vật, cúng thành hoàng làng và dâng lên vua. Sau, người dân xin hạt cây nhãn tổ mang đi trồng ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo thành một vùng trồng rộng lớn với gần 5.000 hecta nhãn. Trong đó, riêng thành phố Hưng Yên cũng đã có tới hàng nghìn hecta. Nhãn trải dài trên các đường phố, góc chợ, trên đê. Mùa xuân, đứng trên đê sông Hồng, phóng tầm mắt ra xa là cả một vùng hoa nhãn ngút ngàn. Những chùm hoa màu vàng nhạt, cánh li ti, quyến rũ du khách bằng vẻ đẹp bình dị, dân dã và hương thơm vấn vít nếu bước chân người. Em thấy hoa nhãn rất là đẹp và bên cạnh vườn nhãn thì có những triền đê rất là dài, cảnh vật rất là hữu tình. Em thì rất là mong là mình sẽ có một cái lễ hội hoa nhãn ấy, để em sẽ mời tất cả bạn bè về tham quan và trải nghiệm. Hôm nay là tôi về thăm quê hương. Thì lên phố Hiến Cổ thì vào thăm xem di tích lịch sử của cây nhãn cổ. Mùa hoa nhãn này rất là đẹp, mình cũng tự hào quê hương mình. Hoa nhãn có nhiều mật nên mùa hoa nhãn cũng là mùa của những người nuôi ong khắp các tỉnh thành trong cả nước về đây chăn ong lấy mật. Và đúng như những gì người nuôi ong mong đợi, mật nhãn ở đây sau khi được khai thác không chỉ có màu sắc đẹp mắt, chất lượng thơm ngon, đặc sánh mà còn đem lại sản lượng cao. Các sản phẩm khác từ ong như sữa ong chúa, phấn hoa cũng được thị trường rất ưa chuộng. Khi hoa nhãn nở, con ong vừa lấy mật và đồng thời cũng là thụ phấn cho hoa nhãn, giúp đậu quả thì lại cao hơn. Những người nào đã sử dụng mật hoa nhãn rồi thì đều rất là thích cái mật hoa nhãn hơn tất cả các loại mật khác. Vượt qua giới hạn là một loại cây cho giá trị kinh tế cao. Nhãn Hưng Yên đã trở thành mạch nguồn văn hóa, nơi gắn bó và lưu giữ những kỷ niệm về quê hương thân thương của biết bao thế hệ người dân Hưng Yên. Về Hưng Yên mùa hoa nhãn, quý vị còn có thể ghé thăm chùa Chuông, ngôi chùa cổ kính được mệnh danh là phố hiến đệ nhất danh lam. Ghé thăm đền Mẫu Linh Thiêng, nơi có cây đa xanh si cổ thụ với hơn 700 năm tuổi, quấn quýt bên nhau tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc. Hoặc là ghé thăm văn miếu Xích Đằng, nơi lưu giữ truyền thống khoa bảng và hiếu học của người dân Hưng Yên xưa và nay. Quý vị cũng hãy nhớ tìm và thưởng thức món bún thang phố Hiến nổi tiếng, hoặc là thưởng thức bát chè hạt sen long nhãn mát lành.
và đặc biệt hơn hết, chúng ta hãy cùng thưởng thức dòng mật ong hoa nhãn vàng óng như tơ, ngọt ngào, sánh quyện. Những trải nghiệm thú vị đó có thể sẽ làm quý vị vấn vương nơi này và thầm tự nhủ, mùa xuân năm sau mình lại về Hưng Yên nhé.